Vâng, chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Đồ Gỗ Kinh Bắc bên chúng em. Và hôm nay là buổi sáng ngày 17 tháng 7 của năm 2024. Và đến với clip ngày hôm nay thì Kinh Bắc lại gửi đến các bác về một mẫu án gian thờ được làm theo mẫu đục triện sen với kích thước là chân vuông 14. Và trọn bộ án gian này thì được bên Kinh Bắc chúng em sản xuất và gia công trên chất liệu đó là gỗ hương đá, một trong những cái dòng gỗ có độ bền và tính ổn định rất là cao. Và thứ hai là về những cái đường vân thửa gỗ, nó rất là đẹp. Với cái sản phẩm này thì bên Kinh Bắc chúng em làm cực kỳ dày, đó là hàng khung tranh mặt là dày 5 phân, ván mặt là ván mặt dày 2, đó, khung tranh 5, ván 2 và có chiều dài là 2m17. Chiều dài là 2m17 và sâu thì là 1m07 và chiều cao là 1m27. Với toàn bộ chân là chân vuông 14, hàng chân không tâm. Và cái dòng hương đá này là một trong những chất gỗ có thể nói là một trong những dòng gỗ có độ bền và có cái độ co ngót nó rất là thấp. Và cái chất gỗ thì cực kỳ cứng, rất là im. Và toàn bộ các cái bản cầu vai thì được bên Kinh Bắc chúng em làm là cầu vai dày 7 phân và toàn bộ làm là mộng thắt, đó, toàn bộ là mộng thắt và toàn bộ các cái phần ô ván đục ở đây ạ. Ở bên hồi và mặt tiền ở đây thì bên em làm là ô hồi là dày 2 phân. Đó, ô ván hồi dày 2 phân. Và đặc biệt là cái phần dạ bên dưới này thì bên em làm dạ rất là cao nhá. Với tổng dạ là cao là 25 cm này. Đó, tổng dạ là cao 25 cm và hơn nữa là đục triện sen với cái bản dạ là cao 25 và dày là 5 phân. Và cái mẫu triện sen này thì là một trong những cái sản phẩm hàng án gian quốc dân. Đó, rất dễ các bác phối đồ hoặc là các bác sở hữu được thì các bác có thể là lau chùi, nó cũng rất là tiện. Đó, đục chạm thì vô cùng đơn giản. Đó, đục chạm đơn giản và hơn nữa là gỗ lạt là chọn cho các bác là rất là đẹp như này. Đó, toàn bộ dạ là dạ dày 5 phân này. Đó, chân là chân 14. Và cái phần các cái phần đố này thì bên em cũng làm đố rất là to nhá. Với cái bản đố này cũng là bản vuông 5 phân. Nó cũng là bản vuông 5 phân. Đó, cầu vai là cầu vai dày 7 phân và cái chất gỗ hương đá đây các bác nhìn này. Về cái dòng hương đá là một trong những cái dòng gỗ cực kỳ nhiều vân đó. Và bên trên này thì bên em đục là cái phần cổ là đục triện vạn, đó đục triện vạn này. Và có những cái sản phẩm được bên em làm theo cái mẫu đục triện nhỏ hơn một chút này. Đó, đây là cái mẫu cổ đục triện nhỏ hơn. Đó, các bác mà quan tâm hoặc là có nhu cầu thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho bên Kinh Bắc chúng em qua số hotline là 0868 8240. Và đơn vị ở Kinh Bắc thì có xưởng sản xuất trực tiếp ở khu vực làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó, đây là phần ván mặt đây. Ván mặt là ván mặt dày 2 cm. Đó, ván mặt dày 2 phân, hàng cực kỳ dày dặn luôn các bác ạ. Hàng cực kỳ là dày dặn luôn. Khung tranh 5, ván dày 2, vai là dày 7 phân và chân thì là chân 14 này. Đó, chân là chân 14. Toàn bộ cái phần dạ hồi cũng được các em làm là dạ hồi là dày 5 phân nhé. Đó, dạ hồi cũng là dày 5 phân và gỗ là chọn cho các bác rất là đẹp như này. Đó, phần ô đục đây thì bên em đục là hai cảnh. Đây là cảnh trúc đây và bên kia là cảnh cúc. Đó, ở giữa đục là chữ thọ. Đó, giữa đục chữ thọ. Cầu vai rất là đẹp như này. Cầu vai dày 7 phân. Chân thì bên em lọc lựa là toàn bộ là chân không tâm đó, chân hậu chân tiền là chân đẹp như nhau và đặc biệt là cái bàn cái phần xà hậu ở đằng sau ấy thì được bên em làm xà hậu nó rất là to nhé, với một chiều là dày 5 phân này và một cái bản là bản 6 phân đó, một chiều 5 một chiều 6 đây và các cái thần chống đỡ đây, các cái phần xà chống này thì bên em cũng làm cực kỳ to, các bác nhìn này đó. Các cái đố đứng này làm rất là dày dặn đó, rất là dày dặn. Khung tranh là khung tranh dày 5 phân này đó, khung tranh dày 5, ván dày 2 phân, rất là chất lượng luôn. Một trong những cái sản phẩm án gian nó được chọn gỗ đó, trần rất là đẹp như này, chọn gỗ chọn vân. Và cái sản phẩm này thì bên Kinh Bắc chúng em là đang dựng cái phần mộc thô và đang có sẵn thì các bác mà muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì các bác có thể là qua trực tiếp với cái sản phẩm án gian hàng khung tranh 5 ván 2, chân là chân 14 như này. Đó, chân là chân 14 và cái phần cầu vai là cầu vai dày 7 phân thì ở bên Kinh Bắc chúng em đang chào bán công khai với mức giá là 25 triệu. Đó, các bác mà quan tâm hoặc là có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho Kinh Bắc bên chúng em qua số hotline là 0868 8240. Đó, các bác nhìn về tổng thể một cái mẫu án gian được làm theo mẫu đục triện sen này, rất là đẹp luôn. Với cái bản dạ là bản dạ cao 25, dày 5 phân. Đó, ô đục toàn bộ là đục tứ quý tùng cúc trúc mai với cái độ dày
cổ phần ở ván đục là giày 2 phân, khung tranh 5 ván 2 giá là 25 triệu. Đó, và clip ngày hôm nay thì ở bên Kinh Bắc chúng em cũng xin phép là được kết thúc tại đây, và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip giới thiệu những sản phẩm tiếp theo.